thấy là cái sản phẩm bên em, thứ nhất là về cái chất lượng sản vâng. phẩm, là thường từ thợ và đến tư vấn vâng. đều rất là ok, y chang như 3D luôn, và nhìn thấy còn đẹp hơn cả 3D vâng. Chúc cho bên em là sao mà phát triển coi như là ngày càng lớn mạnh hơn nữa vâng. vào thị trường Hải Phòng. Vui khi mà hôm nay Vinakit có cơ hội quay trở lại công trình của nhà mình. Là em đã choáng ngợp về công trình của nhà mình, quá là đẹp và gu thẩm mỹ của chủ nhà rất là tuyệt vời. Thì hôm nay chị Trang có thể cho Vinakit xin một số cái cảm nhận của chị về sản phẩm cũng như là chất lượng dịch vụ của Vinakit có điều gì khác biệt so với thị trường bên ngoài mà để chị tin tưởng lựa chọn Vinakit trong thời gian vừa rồi được không ạ? Mời chị Trang. Thực ra là khi mà xây dựng căn nhà này ấy, thì là chị cũng tham khảo rất nhiều đơn vị về tủ bếp. Thì là bạn bè chị cũng có nhiều người lắp tại bên em vâng. Chị cũng tham khảo rất nhiều và chị thấy là cái sản phẩm bên em, thứ nhất là về cái chất lượng sản phẩm, là từ thợ và đến tư vấn đều rất là ok vâng. Và cái sản phẩm khi mà thực ra là nhà chị bây giờ mới đưa vào sử dụng, thế nhưng mà chị thấy là cái sản phẩm mà dùng tương đối là hài lòng với khách hàng vâng. Và về cái hình thức mẫu mã thì cũng như y chang như 3D luôn, và nhìn thấy còn đẹp hơn cả 3D vâng. Là một khách hàng, chị cũng không phải là khách hàng khó tính dễ tính đâu vâng. Chị cũng rất là kỹ tính vâng. Và chị rất hài lòng vâng. Chúc cho bên em là sao mà phát triển coi như là ngày càng lớn mạnh hơn nữa vâng. Vào thị trường Hải Phòng vâng. Em cảm ơn chị, rất mong là hợp tác với mình những công trình sắp tới nữa. Cảm ơn chị Trang rất nhiều.